Cái gì đây Bí? Hả? Cái bài? Cái gì đây Bí mì cho ba? Rồi, đang ngủ mà. Sáng nay Bí đói bụng rồi ra mới dậy lấy đồ ăn sớm đấy. Bí dậy sớm đấy. Bí đói bụng nào? Nào, đói bụng cho ba xem nào. Cái bụng à? Phải đánh răng lên ăn sáng nhá. Thấy nhá. Phải đánh răng lên sáng nhá. Để mà để cho đi đánh răng này nhá. Đánh răng lên ăn sáng. Sáng rồi. Đánh răng sáng nhá. Đánh răng nhá. Nhá. À vậy. Bí đánh răng rồi à? Hả? À rồi để ba lấy cho ba. Rồi. Ra Bí nào nhá. Bí đánh răng rồi đúng không? Đánh răng à?
Hả? Ừ. À. Ừ. Ông ra nhà nó. À. Cái này lau mặt chưa? Để lau mặt chứ, lau mặt nhá. Đi lấy bánh mì cho ba hả? Để ba đói hay nó đi đói? Ừ. Sao? Để đói đây. Hả? Sao? Xin ăn nhá. Mình đưa xin ăn nhá. Ừ. Ừ. Rồi xin ăn nhá. Ừ. Ở, mình lấy trong nhà mình ăn nhá. Chị nhá. Hả? Đây là... Đây. Để ba lấy nhá. Ít. Hả? Ít. Đây. Đứng ngồi chậm. Ờ. Đó, đứng ngồi chậm. Cảm ơn đi nhá. Cảm ơn đi nhá. Đi lấy cho ba lịch sử thế mà sao lại giờ vội thế, đói à? Trời mai về lắm. Nào, cho ăn miếng, cho ăn miếng trước này. Cho ăn miếng trước nhá. Rồi, sao lại ngồi đi. Rồi, ngồi đây ba. Rồi. Rồi, đi ăn đi nhá. Đi ăn đi. Ăn đi.
Ngon lắm á. Nước rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Bị dùng được, bị không được. Dùng được rồi. Bị dùng được nha. Đây, để ba lấy nhau. Đúng rồi. Không. Con được uống. Sữa này trước. Bi ăn bánh mì đi. Ăn hết từ ngày bánh mì để bà cắt xoài. Nào. Rồi để bà cắt xoài nha. Ăn cái bánh mì đấy đi. Nào, bánh mì nữa nè. Cắt xoài nha. Đấy, ngồi đấy, ngồi xuống. Đi ngồi xuống đấy, ngồi xuống đấy. Đấy rồi. Mình đi làm gì đấy? Ngồi đây, ngồi đây. Cảm ơn nha. Không nha. Thấy không? Hả? Đi ra đây ngồi đi. Ba kìa. Ăn rồi đó. Thôi. Nhà ra đây đây này. Không ăn được không? Ăn đồ đi. Ăn đồ nha. Ba kìa này.